tiền này. Cái này nếu còn nhớ đến chồng con là quê hương đấy đã không? Quên cả Hà Nội rồi. Đúng đưa đi, đúng đưa đi. Đấy là cây cột kia kìa. Đấy. Cứ ngồi mà đúng đưa này thì quên mẹ hết cả chồng con. Thôi đừng về Hà Nội nữa. Trái cây đồng bằng Nam Bộ hai bây giờ đang mua 9.000 một cân nổi không hả? Thấy đi qua 18 cửa địa ngục để mặt thương răng gai mình cứ tin ta cho rằng sắp xuất hiện. Các vị dài cứ đi cầu khấn mà có tiền đấy. Vị dài cứ cầu khấn nhiều và đấy. Mẹ không chịu làm ăn thì há mồm nó trên đường hầm mà có tiền mà đi thế này. Công đức một này nữa lấy ra 1.000 ván một ván nữa được một cây vàng không cần phải làm ăn gì nữa.